cùng mình đi cắt hẹ nha các bạn. Theo nhu cầu của khách mình thì thường thì một lần sẽ cắt nửa ký, nửa ký là 10 ngàn, một ký 20 ngàn. Chiều nay là mình sẽ cắt cho hai khách là một ký, mỗi người nửa ký. Khách này là khách bán bánh bèo nha. Thì mình cắt thì mình sẽ lượm sạch, xẻ gốc, lá. Mỗi khi dùng thì khách chỉ cần lấy ra rửa và xách thôi, không cần lượm rác nữa. Lúa hẹ nào mình trồng chắc mình cắt được hai đợt à, đang nở bụi, đang nở bụi mà bây giờ vô mùa mưa không biết là có phát triển nào không nữa. Hẹ thì trồng ở đất cát thì mùa mưa nó sẽ rút nước và nó sẽ phát triển hơn. Còn đất đây là mùa nắng nó sẽ tốt, phát triển tốt hơn cái loại đất cát. Nó giữ nước hơn. Mình thì một ngày ở nhà thì đưa đón con đi học, nuôi vài con gà, con heo, con bò, một thứ một chút và con đón con đi học, nấu ăn giặt giũ, ra vườn làm lặt vặt như thế này là hết một ngày. Nếu mà hẹ tốt quá là mình cắt mình lạc rất là nhanh, một lóng là được cả ký,
mà hẹn đợt này nó vừa mưa xong á, hẹn nó dập nhiều rác nhiều, nghĩa là cộng hẹn nó cũng không được phát triển tốt, nên mình lại mất thời gian nhưng mà dính đất. Vì mình trồng số lượng cũng ít nên là hẹ này là của mình là không có thuốc tan gì hết nha. Mỗi lần cắt xong mình sẽ xới đất lên và bỏ phân bò. Rồi chắc khoảng 20 ngày thì mình có thể cắt lứa mới. Chứ mình không có phân hoa, phân hóa học với lại thuốc gì hết nha. Bụi nào mà hư là mình đào lên mình trồng lại bụi khác. Mà hẹ mùa này nó hay bị thối rễ. Cũng cái bụi nào mà bị thối rễ thì mình sẽ đào cái bụi đó lên và mình tách cái bụi khỏe mình trồng lại. Chắc là đổ 1 ký rồi, mình cắt xong cái hàng này là mình sẽ vô mình cân, mình phân làm hai cho khách. Xin chào tạm biệt các bạn nha. Mong rằng các bạn sẽ ủng hộ kênh của mình. Đăng ký ủng hộ kênh mình. Chào tạm biệt các bạn.